Tại Đà Nẵng, hiện các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đã triển khai ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 nhằm chung sống với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, tại cửa ra vào khu dịch vụ phải bố trí người đo thân nhiệt, yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tại các khu vực có xếp hàng phải kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các điều kiện về an toàn thực phẩm. Đối với khách hàng, người lao động tại khu dịch vụ được yêu cầu không đến khu dịch vụ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà. Theo yêu cầu của cơ quan y tế, luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định. Khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tránh ngồi đối diện trò chuyện khi ăn.